Hello tất cả quý anh chị, cô chú và các bạn, chúng ta đang theo dõi kênh Bất Động Sản Gia Lai của em Huy ngày hôm nay. Và nội dung video hôm nay thì em Huy sẽ chia sẻ review tới toàn thể anh chị và các bạn, cũng như là giới thiệu tới toàn thể quý cô chú anh chị một cái bất động sản khá là đẹp và tiềm năng. Phía trước anh chị và các bạn chúng ta đây chính là cái bất động sản mà ngày hôm nay em Huy muốn giới thiệu. Một lô góc hai mặt tiền đường, nguyên một cái sân bóng như này anh chị nhá. Với tổng diện tích là 885m², mặt tiền đường nhựa với chiều ngang đường nhựa liên xã như này là ngang 29m và chiều sâu bám trên mặt tiền đường bê tông như này là sâu 30m. Tổng diện tích sử dụng sẽ là 885m². Xung quanh là toàn bộ khu dân cư đang ở sinh sống. Lô đất này anh chị chúng ta có thể đầu tư để phân lô hoặc là kinh doanh buôn bán nha anh chị. Ở phía xa bên kia thì anh chị nhìn thấy là toàn bộ dân cư đang ở rất là đông rồi. Đó. Và chúng ta sẽ quay về vị trí của lô đất. Đây là nguyên một cái sân bóng, bên cạnh là khu dân cư nha anh chị nhé. Thửa đất này thì tại thời điểm năm ngoái giá chính chủ đang gửi bên em là 1 tỏi 2. Đấy, 1 tỷ 2. Và ngày hôm nay thì chủ nhà giảm giá còn 885 triệu đồng với tổng diện tích là 885m², lô góc hai mặt tiền đường luôn anh chị. Hiện tại trên đất là một cái sân bóng mini. Tọa lạc vị trí của lô đất tại xã Iazok của huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Khoảng cách kết nối từ đây ra ủy ban công sở và trường học chỉ mất có 300m thôi. Và di chuyển kết nối về đến trung tâm thành phố Pleiku và khu du lịch biển hồ sẽ là 12 km. Đây anh chị, xung quanh toàn bộ đã có khu dân cư nhé. Đó, video bay flycam thì lô đất này rất là đẹp luôn anh chị ạ. Video bay flycam lô đất vô cùng đẹp. Đây em sẽ ra phía bên ngoài, di chuyển theo hướng tay trái đây, theo hướng tay em đang chỉ, thì anh chị sẽ kết nối ra đường tránh của thành phố Pleiku và sẽ di chuyển về huyện Chư Bả. Kết nối di chuyển theo hướng tay của em đang chỉ theo hướng này là chúng ta sẽ ra khoảng tầm 400m là đến mặt tiền đường tỉnh lộ, sau đó rẽ phải là một đường là đến về ngã tư biển hồ và trung tâm của thành phố Pleiku. Từ đây về ngã tư biển hồ và sân bay Pleiku nó chỉ mất có mỗi khoảng cách di chuyển là 12 km đồng hồ, anh chị đi chỉ mất khoảng tầm 15 phút đồng hồ thôi anh chị nhé. Nguyên một cái sân bóng đó. Và giá chủ nhà đã giảm còn 1 triệu đồng trên 1m² anh chị. Tổng diện tích là 885m², ngang 29, sâu cho 30. Thì anh chị nào chúng ta đang quan tâm về bất động sản này, hoặc là anh chị đang quan tâm về thị trường bất động sản Gia Lai, mọi người có thể là ấn đăng ký kênh của em và theo dõi kênh của em, hoặc là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để em sẽ gửi video hình ảnh vị trí ghim Google Maps cho toàn thể quý anh chị nhé. Đó, lô góc hai mặt tiền đường, ngang 29, sâu 30. Đó, tổng 885m², giá chính chủ chào bán là 885 triệu đồng. Giá này thì đang còn bất lộc nha anh chị. Nếu anh chị nào thiện chí quan tâm thì liên hệ hoặc là inbox ngay trực tiếp cho em. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay.